Khi mà bật máy lên một cái là có nước vào đây rồi. Đấy, các bác xem không? Đấy, nước chảy vào đây. Đấy. Và ở dưới này có cái máng thu hồi. Được chưa? À, có cái máng nước thu hồi ở đây đặt thế này. Và khi mà dòng nước thu hồi như thế này ấy, thì nó thứ nhất là nó đảm bảo được cái vệ sinh, có nghĩa là nước không chảy lênh láng ra. Và thứ hai nữa là cái độ an toàn, cũng là an toàn giữa điện và nước. Thì khi mà nó không lênh láng ra thì mình cũng hạn chế được cái việc gọi là an toàn điện các bác nhá. Và nó rất là tiện, và lâu lâu thì cái người phụ người ta phải châm thêm nước. Chứ ngày xưa, thực ra ngày xưa chúng tôi cũng chưa có cái hệ thống này, thì chúng tôi cũng đặt cái bình nước lên và chỉ cần thả nước xuống. Tuy nhiên ấy, thì như thế thì nước nó cứ chảy lênh láng ra, khá là mất vệ sinh, và cũng như là rất là mất công và châm nước liên tục. Đấy, ở đây thì các bác quan sát nha. Đấy, tắt máy vào cái này là nó sẽ ngừng, được chưa? Tắt máy cái là ngừng. Đấy, đó. Và bật máy lên một cái này, lúc mà chúng ta bật máy lên cái là lại có nước. Đấy, có nước. Đấy. Đấy, nước chảy. Đấy. Và cái nước này rất là quan trọng nha các bác. Cái nước này làm mát ống ép nhá. Đấy. Và ở đây chia sẻ thêm một cái mẹo nữa cho các bác, đó là chúng ta có thể sử dụng cái xà phòng mà chúng ta dầu rửa bát ấy. Thì trước khi làm mình ta gọi để dầu rửa bát vào quấy thì cho trơn, mà khi mà hút lên mà làm mát như thế này thì nó cũng giảm cái ma sát. Giảm cái ma sát giữa các quả lô và ống cao su. Thì như thế thì cái ống cao su của chúng ta rất là bền vì nó được giảm ma sát đi mà. Đấy, là bền ống ép này. Ok. Shotado, máy phun vữa số 1 Việt Nam.